kính chào các con đến với bài học số 5 của khóa ôn luyện môn toán lớp 5. Chúng ta hôm nay thì cô sẽ giới thiệu cho các con về quy luật của dãy phân số. Vậy thì đối với quy luật của dãy phân số thì với mỗi bài khác nhau sẽ có một quy luật khác nhau, và tùy từng bài mà chúng ta sẽ phải giải quyết cái yêu cầu của đề bài đó, hoặc là tùy từng cái quy luật mà chúng ta sẽ áp dụng những công thức khác nhau. Vậy thì một cái phương pháp chung để giải cái bài toán này là gì? Cô sẽ cho các con cái phương pháp. Bước số 1 là chúng ta sẽ quan sát xem là dãy phân số của đề bài cho chúng ta có quy luật như thế nào. Sau khi mà các con phát hiện được quy luật của nó rồi thì chúng ta sẽ sử dụng các công thức hoặc các dạng tính để thực hiện yêu cầu của đề bài. Tức là với những cái bài toán này thì cô nhắc lại một lần nữa, đó là quy luật không phải là một cái dạng bài cố định, mà với mỗi bài toán khác nhau thì yêu cầu của đề bài sẽ khác nhau, hoặc là cái quy luật của dãy số sẽ khác nhau. Điển hình trong những bài toán quy luật, dãy số sẽ là những bài toán rút gọn một biểu thức tính hoặc là chứng minh giá trị của một biểu thức nhỏ hơn một số nào đó. Cô sẽ cùng với các con đi vào cái dạng số 1 này. Chúng ta sẽ tìm phân số thứ n trong dãy các phân số sau đây. Dãy thứ nhất, các bạn sẽ có 1 phần 2, 1 phần 3, 1 phần 4, vân vân. Các bạn cần đi tìm phân số thứ 2018. Vậy nhìn nhanh vào dãy số này thì các con sẽ thấy quy luật là gì nhỉ? Tử số của chúng ta luôn luôn là 1. Còn mẫu số của chúng ta thì bắt đầu bằng số 2. Sau đó là một số tự nhiên liên tiếp với số 2. Đấy, mẫu số của phân số thứ 2 là 3 này. Mẫu số của phân số thứ 3 là 4. Đúng rồi, vậy thì cái mẫu số của phân số thứ 2018 là bao nhiêu? Chúng ta có một cái công thức chung. Đó là nếu các con muốn tính số số hạ trong một dãy số thì công thức chung của nó đó là các con sẽ lấy số gì? Số cuối trừ đi số đầu, chia cho khoảng cách. Cô Quỳnh viết tắt ở trên này, các bạn cần phải chú ý theo những lời cô nói để chúng ta nắm được những cái ký hiệu viết tắt này. Số số hạ thì bằng số cuối trừ số đầu, chia khoảng cách và cộng với 1. Vậy thì để tính cái số cuối. Đấy, để tính số cuối thì chúng ta sẽ có công thức, đó là lấy số số hạng này. Rồi bên này cộng 1 thì chúng ta sẽ trừ đi 1. Nhân với khoảng cách. Và cộng với số đầu. Đấy, công thức chung để tìm số cuối trong một dãy các số hạng. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào công thức này và tính cho cô xem mẫu số của phân số thứ 2018 là bao nhiêu. Có, thứ nhất là tử số này. Tử số của chúng ta vẫn bằng 1. Còn mẫu số thì sao các con nhỉ? Mẫu số là áp dụng cái công thức này đúng không? Số cuối. Số số hạng ở đây là 2018 trừ đi 1. Nhân với khoảng cách. Khoảng cách ở đây thì 2 và 3 cách nhau là 1 đơn vị. 3 và 4 cách nhau 1 đơn vị đúng không? Vậy khoảng cách của chúng ta ở đây là 1. Và cộng với số đầu thì số đầu tiên trong dãy số hạng này sẽ là số 2. Vậy chúng ta sẽ phải cộng với 2. Rồi, vậy các con sẽ được là bao nhiêu? 2017 cộng với 2 thì bằng 2019. Vậy phân số thứ 2018 là 1/2019. Tiếp theo đó là cái ví dụ B. Các con có một dãy các phân số 1/2, 2/3, 3/4 và 4/5.
Đề bài vẫn là yêu cầu tìm phân số thứ 2018. Vậy thì trong trường hợp này các bạn thấy là tử số của cô thì sao nhỉ? Tử số thì bắt đầu từ số tự nhiên 1, rồi tiếp đến là 2, 3, 4, vân vân vân. Vậy thì số thứ 2018 sẽ có tử số chính là 2018. Mẫu số thì tiếp theo quy luật của câu A chúng ta đã tìm được. Nếu bắt đầu bằng số 2 thì số thứ 2018 sẽ là số 2019. Vậy thì trong bài của câu B chúng ta sẽ có phân số thứ 2018 là 2018 phần 2019. Trước khi vào câu C thì cô sẽ viết lại một lần nữa công thức tìm số số hạng trong một dãy số. Số số hạng trong một dãy số thì bằng số cuối trừ đi số đầu tiên, chia cho khoảng cách giữa hai số liên tiếp cộng với 1. Vậy nếu như chúng ta muốn tìm số cuối thì chúng ta sẽ lấy số số hạng trừ đi 1 nhân với khoảng cách và cộng với số đầu. Rồi vậy vào câu C, chúng ta có đề bài đó là tìm phân số thứ 2018 của 1/3, 2/6, 3/9 và 4/12. Phân số thứ 2018 trong dãy phân số này sẽ có tử số như nào các con nhỉ? Tử số bắt đầu từ 1. Vậy thì đến số thứ 2018 nó chính là 2018. Cô sẽ có này. Phân số 2018 trong dãy có, thứ nhất tử số thì bằng đúng 2018, còn mẫu số nào dựa vào quy luật dãy số này này, 3, 6, 9, 12, thì mỗi số cách nhau là 3 đơn vị đúng không? 6 đến 9 cũng cách nhau là 3 đơn vị. Đấy, qua 4 số này thì chúng ta đã biết rằng là quy luật mẫu số của dãy phân số này đó là mẫu số của phân số liền sau thì hơn mẫu số của phân số liền trước nó là 3 đơn vị. Vậy thì đối với số thứ 2018 các con sẽ có mẫu số sẽ bằng 2018 là số số hạng trừ đi 1 nhân với khoảng cách là 3 và cộng với số đầu. Số đầu của các con ở trong trường hợp này là 3 này. Vậy sẽ bằng 2017 nhân với 3 và cộng với 3. 2017 nhân với 3 các con tính. 7 x 3 là 21, viết 1 nhớ 2. 1 x 3 là 3, nhớ 2 thì bằng 5. 0 x 3 được 0. 2 x 3 là 6 và cộng với 3. Vậy thì cái mẫu số của các con sẽ là 6054. Chúng ta sẽ kết luận. Vậy phân số thứ 2018 trong dãy sẽ là phân số có tử số bằng 2018 và mẫu số là 6054. Câu D trong dãy phân số theo quy luật của chúng ta là một dãy bắt đầu từ 2/1, 3/4, 4/7 và 5/10. Chúng ta sẽ nhận xét xem quy luật của dãy này như thế nào để có thể tìm được phân số thứ 2018. Nhận thấy rằng tử số
bắt đầu từ 2, phân số tiếp theo là 3, 4, 5, vân vân. Qua 4 cái phân số đầu tiên thì chúng ta thấy tử số là một dãy các số hạng, là những số tự nhiên liên tiếp cách nhau một đơn vị. Bắt đầu từ số 2, vậy thì số thứ 2018 của cô sẽ phải là số 2019, đúng không? Thì cô sẽ có lời giải đó là phân số thứ 2018 phân số thứ 2018 có thứ nhất phần tử số, tử số là 2019. Bây giờ chúng ta sẽ xét mẫu số nào. Mẫu số bắt đầu từ 1, tiếp theo là 4, 7, 10, vân vân. Qua 4 cái số đầu tiên thì chúng ta nhận thấy là mỗi số liền sau sẽ hơn số liền cái mẫu số của phân số liền trước là 3 đơn vị. Ví dụ 1 cách 4 là 3, 4 cách 7 là 3, 7 cách 10 là 3. Qua đây thì ta nhận xét luôn là mẫu số của dãy này sẽ có phân số liền sau có mẫu số hơn phân số liền trước là 3 đơn vị. Vậy chúng ta sẽ có một cái mẫu số cuối cùng là một giá trị x nào đó. Thì x chính là số cuối. Theo công thức tính, số cuối sẽ phải bằng số số hạng trừ 1 chia khoảng nhân khoảng cách và cộng với số đầu. Số số hạng ở đây của cô là gì? Cô sẽ có mẫu số, số số hạng là số thứ 2018 trừ đi 1 nhân với khoảng cách là nhân với 3 cộng với số đầu của cô là bắt đầu từ 1. Mẫu số của cô sẽ bằng 2017 nhân 3 cộng với 1. Chúng ta có 2017 mà nhân với 3 thì được 6051 cộng với 1 và bằng 6052. Vậy thì phân số cần tìm của chúng ta sẽ là phân số nào? Phân số cần tìm sẽ là phân số 2019 phần 6052. Vào dạng số 2 thì cô Quỳnh sẽ hướng dẫn cho chúng mình cái dạng dãy phân số có quy luật có thể khử liên tiếp. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi vào công thức tổng quát số 1. Về công thức tổng quát số 1, cô sẽ giới thiệu một ví dụ như sau. Cô có 1 phần 2 nhân 3. Quan sát này, 2 nhân 3 đúng không? Thì 2 và 3 là hai số tự nhiên liên tiếp cách nhau một đơn vị. Vậy thì trên tử số, cô có thể viết thành 3 trừ 2 phần 2 nhân 3. Đấy, 3 trừ 2 đúng bằng 1 phần 2 nhân 3. Chưa? Và đến đây thì các con nhớ lại cái phép tính trừ hai phân số mà cô đã dạy. Thì nếu như chúng ta có A trừ C tất cả mà trên B thì nó sẽ bằng là A trên B trừ đi C phần B. Đấy. Vậy bây giờ cô sẽ tách cái phân số 3 trừ 2 phần 2 nhân 3 bằng 3 phần mẫu số giữ nguyên là 2 nhân 3 trừ đi 2 phần mẫu số giữ nguyên là 2 nhân 3. Rồi đến đây chúng ta sẽ dùng quy tắc khử này. Khử rút gọn luôn. 3 này và 3 ở dưới mẫu thì chúng ta sẽ được là 1 phần 2 trừ đi 2 này và 2 ở dưới mẫu thì bằng 1 phần 3. Đấy, vậy dễ dàng quan sát là chúng ta có 1 phần 2 nhân 3 thì sẽ bằng 1 phần 2 trừ đi 1 phần 3. Tổng quát lại, nếu các con có một phân số có dạng là 1 trên n nhân với n cộng 1. Với n là một số tự nhiên, khác không? N và n cộng 1 sẽ là hai số tự nhiên liên tiếp cách nhau một đơn vị. Thì công thức tổng quát sẽ là 1 phần n trừ đi 1 phần n cộng
cộng 1. Rồi công thức này các con đóng khung và ghi nhớ luôn trong đầu giúp cô. Đấy, đóng khung công thức và giúp cô nhá. Ôi, em vào ví dụ số 1, áp dụng những công thức mà cô đã cho thì các con sẽ rút gọn cho cô cái biểu thức tính này. Vậy chúng ta sẽ tính là 1 phần 2 nhân 3. Đấy, tích của hai số tự nhiên liên tiếp này thì sẽ bằng 1 phần 2 trừ đi 1 phần 3 cộng với 1 phần 3 nhân 4. Đấy, 1 trên tích của hai số tự nhiên liên tiếp thì sẽ bằng 1 phần 3 trừ đi 1 phần 4. 1 phần 4 nhân 5 tương tự sẽ là 1 phần 4 trừ đi 1 phần 5. Và bây giờ cô sẽ thực hiện phép tính như sau nhé. Cô sẽ ghép 1 phần 2 cộng với này 1 phần 3 trừ đi 1 phần 3. Đấy, cô lấy cái số hạng ở đây là số hạng 1 phần 3 trừ đi số hạng 1 phần 3 này, được chưa? Sau đó cô lại cộng với lấy số hạng 1 phần 4 trừ đi 1 phần 4. Và cuối cùng là chúng ta sẽ còn lại số hạng trừ 1 phần 5. Vậy sẽ bằng 1 phần 2 cộng với 1 phần 3 trừ 1 phần 3 thì bằng 0 phần 3, tức là bằng 0 này. 1 phần 4 trừ 1 phần 4 cũng bằng 0 trừ đi 1 phần 5. Đến đây thì chúng ta bắt đầu quy đồng về cùng mẫu số chung. 1 phần 2 và 1 phần 5 thì sẽ có mẫu số chung là 10. Vậy 1 phần 2 chúng ta sẽ thực hiện nhân cả tử và mẫu với 5. Cô sẽ được 5 phần 10 trừ đi 1 phần 5 nhân cả tử và mẫu với 2. Vậy chúng ta sẽ được 2 phần 10. 5 phần 10 trừ 2 phần 10 thì kết quả các con thu được sẽ là 3 phần 10. Đấy, vậy từ một cái dãy phân số rất là cồng kềnh, nếu như các con áp dụng được cái quy tắc, áp dụng được công thức tính của cái quy luật dãy số thì chúng ta sẽ rút gọn được về một cái phân số rất là đơn giản mà không cần thực hiện từng phép tính ở bên trong dãy số này. Chúng mình cùng nhau thực hiện lại công thức tổng quát cô vừa mới cho bằng một ví dụ nữa nhé. Đó là cô sẽ cho các con một biểu thức A bằng 1 phần 1 nhân 2 cộng 1 phần 2 nhân 3 cộng 1 phần 3 nhân 4 và cộng rất nhiều số hạng ở bên trong này nữa. Đến số hạng cuối cùng là 1 phần 49 nhân 50. Công thức tổng quát của chúng ta là có 1 trên n nhân n cộng 1, tức là 1 trên tích của hai số tự nhiên liên tiếp cách nhau một đơn vị. Thì chúng ta sẽ phân tích bằng 1 phần 1 trừ đi 1 phần 2. Đấy, đây là sự phân tích của cái phân số thứ nhất. Sau đó cộng với 1 phần 2 trừ đi 1 phần 3 cộng 1 phần 3 trừ 1 phần 4 cộng, bên trong vẫn còn nhiều phân số nữa, sau đó cộng với 1 phần 49 trừ đi 1 phần 50. Các con sẽ sử dụng dấu ngoặc đơn để ghép các nhóm số hạng mà có thể khử với nhau. Vậy chúng ta sẽ khử liên tiếp được những số hạng như trừ 1 phần 2 và cộng 1 phần 2, trừ 1 phần 3 và cộng 1 phần 3, đúng không? Cô sẽ ghép vào cho các con bằng 1 cộng với 1 phần 2 trừ 1 phần 2, 1 phần 3 trừ 1 phần 3. Tất nhiên là ở đây có trừ 1 phần 4 thì cái phân số tiếp theo nằm trong dấu 3 chấm này sẽ có cộng 1 phần 4. Vậy thì chúng ta sẽ có là 1 phần 4 trừ đi 1 phần. Rồi, cộng cho đến
cộng với 1 phần 49 trừ đi 1 phần 49. À, có bạn vẫn còn thắc mắc là tại sao ở đây có trừ 1 phần 49 ý hả? Bởi vì bên trong dấu 3 chấm của cô còn phân số 1 phần 48 nhân 49, có nghĩa là bằng 1 phần 48 trừ 1 phần 49. Sau đó cộng với 1 phần 49 trừ 1 phần 50, đúng không? Và cuối cùng của chúng ta sẽ được phân số trừ 1 phần 50. Quy tắc này khử liên tiếp các số hạng ở bên trong thì chúng ta sẽ còn 1 trừ đi số hạng cuối cùng là 1 phần 50. Đấy, 0 này, 0, 0, 0, đúng không? Còn 1 trừ đi 1 phần 50. 1 thì bằng 50 phần 50, trừ đi 1 phần 50 chúng ta sẽ còn lại. Kết quả cuối cùng là 49 phần 50. À, dạng bài toán này thì các con vẫn hay gặp trong cái trường hợp bài yêu cầu chứng minh rằng biểu thức A của chúng ta nhỏ hơn 1. Ví dụ, cô sau khi đã tính được biểu thức A thành 49 phần 50 thì các con nhận xét là 49 phần 50 có phần tử số nhỏ hơn mẫu số. Vậy có nghĩa là cái biểu thức A ban đầu của chúng ta đã nhỏ hơn 1. Tiếp theo là chúng ta sẽ vào công thức tổng quát số 2. Cô cho các con một ví dụ, đó là 2 phần 2 nhân 4. Thì trong này các bạn sẽ nhận xét cho cô phần mẫu số là tích của hai số và cách nhau đúng hai đơn vị bằng với tử số. Vậy thì cô cũng khai triển thành 4 trừ 2 phần 2 nhân 4. Đấy, 2 nhân 4 bây giờ đóng vai trò là mẫu số này. Chúng ta sẽ được 4 phần 2 nhân 4, đúng không? Trừ đi 2 phần 2 nhân 4. Vậy thì bằng 4 phần 2 nhân 4, các con thực hiện rút gọn 4 với 4. Vậy chúng ta sẽ được 1 phần 2 trừ đi 2 rút gọn với 2 thì chúng ta sẽ được 1 phần 4. Ồ, vậy thì bây giờ các con sẽ nhận ra là cái sự tổng quát ở đây. Đó là nếu như hai số mà nằm ở dưới phần mẫu số có hiệu đúng bằng tử số thì chúng ta sẽ thu được kết quả là 1 trên thừa số của số thứ nhất, đúng không? Trừ đi 1 trên số thứ hai. Vậy thì cô sẽ tổng quát lại như sau. Nếu như cô có một số A phần N nhân N cộng A. N nhân N cộng A có nghĩa là hai số tự nhiên này cách nhau A đơn vị, cách nhau đúng bằng A đơn vị, thì sẽ bằng 1 phần N trừ đi 1 phần N cộng A. Đấy, các con cũng đóng khung cho cô cái công thức này lại và ghi nhớ. Đóng khung công thức lại và ghi nhớ. Áp dụng công thức trên đây thì các con sẽ làm cho cô ví dụ số 1. Cô có 3 phần 1 nhân 4 cộng 3 phần 4 nhân 7 cộng 3 phần 7 nhân 10. Nhận xét đó là chúng ta có 1 và 4 là hai số tự nhiên cách nhau đúng bằng 3 đơn vị, đúng không? 4 và 7 cũng là hai số cách nhau 3 đơn vị. 7 và 10 cũng cách nhau 3 đơn vị. Và trên tử số của chúng ta cũng xuất hiện số 3. Vậy thì phân số thứ nhất sẽ bằng 1 phần 1 trừ đi 1 phần 4 cộng với 3 phần 4 nhân 7. Áp dụng quy tắc này, A phần N nhân N cộng A thì bằng 1 trên N, có nghĩa là bằng 1 phần 4 trừ đi 1 phần 7 cộng tiếp. Phân số thứ 3 sẽ bằng 1 phần 7 trừ đi 1 phần 10. Vậy thì chúng ta sẽ bằng 1 cộng với 1 phần 4 trừ 1 phần 4 cộng 1 phần 7
trừ 1 phần 7 và trừ đi 1 phần 10. Hai số ở bên trong ngoặc này của cô đã khử với nhau và bằng kết quả là 0, 0. Vậy thì cô sẽ được phép tính này bằng 1 trừ đi 1 phần 10. 1 là bằng 10 phần 10 đúng không? Trừ 1 phần 10 thì chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng là 9 phần 10. Cô đã xóa công thức ở trên bảng thì chúng mình sẽ cùng nhau nhớ lại công thức cô vừa cho và tính cho cô cái biểu thức B. B bằng 2 phần 1 nhân 3 cộng 2 phần 3 nhân 5 cộng 2 phần 5 nhân 7 cộng cho đến 2 phần 49 nhân 51. Vậy các con quan sát này. Hai số ở mẫu số thì cách nhau đúng bằng 2 đơn vị và bằng phần tử số. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ có phân số thứ nhất. 2 phần 1 nhân 3 sẽ bằng 1 phần 1 trừ đi 1 phần 3 cộng với 1 phần 3 trừ đi 1 phần 5 cộng với 1 phần 5 trừ đi 1 phần 7 cộng. Ở bên trong của dấu ba chấm có nghĩa là chúng ta sẽ còn rất nhiều phân số và các phân số sẽ liên tiếp tiếp theo của 5 x 7 cho đến 49 x 51. Cuối cùng chúng ta sẽ được 1 phần 49 trừ 1 phần 51. Tại sao cái này lại gọi là khử liên tiếp nhỉ? Bởi vì là bên trong bắt đầu từ phân số đầu tiên và phân số cuối cùng thì các số phân số ở bên trong này chúng ta sẽ khử liên tiếp được cho nhau. Vậy chỗ này sẽ là cộng với 1 phần 3 trừ đi 1 phần 3 cộng với 1 phần 5 trừ đi 1 phần 5 cộng cho đến 1 phần 49 trừ 1 phần 49 và trừ đi 1 phần 51. Cô sẽ được 1 trừ đi 1 phần 50, 51. Kết quả cuối cùng sẽ là 51 phần 51 trừ 1 phần 51 thì chúng ta sẽ được là 50 phần 51. Dạng quy luật số 3 cô sẽ giới thiệu với các con một dạng cũng khá là đơn giản. Đó là cái dạng mà chúng ta sẽ có mẫu số của phân số tiếp theo sẽ bằng mẫu số của phân số trước đó nhân với một số tự nhiên khác không. Ví dụ trong trường hợp của biểu thức A thì chúng ta có phân số đầu tiên sẽ là 1 phần 1, phân số tiếp theo là 1 phần 5. Thì cái mẫu số 5 này gấp 5 lần, 5 lần 1. 25 là mẫu số của phân số thứ 3 thì gấp 5 lần mẫu số của phân số thứ 2. 125 gấp 5 lần mẫu số của phân số thứ 3. 625 cũng gấp 5 lần mẫu số của phân số thứ 4 đúng không? Vậy thì cách giải quyết của cái dãy phân số này, cô sẽ nhân 1 phần 5 vào biểu thức A. Khi cô nhân 1 phần 5 vào biểu thức A, có nghĩa là cô sẽ nhân 1 phần 5 vào toàn bộ phần dãy phân số này. Đấy, cô sẽ được là 1 phần 5 nhân với 1 cộng 1 phần 5 cộng 1 phần 25 cộng 1 phần 125 1 phần 625 cộng với 1 phần 3125. Vậy chúng ta có kết quả là 1 phần 5 nhân A thì sẽ bằng, các con có thể nhân 5 hoặc nhân 1 phần 5. Đối với trường hợp tổng quát nhất thì cô sẽ nhân với 1 phần 5. 1 phần 5 mà nhân với toàn bộ cái biểu thức ở bên trong ngoặc này thì chúng ta áp dụng quy tắc nhân một số với một tổng. Khi nhân một số với một tổng thì các bạn nhân số đó với từng số hạng ở bên trong tổng. Chúng ta được 1 phần 5 nhân 1 thì bằng 1 phần 5. 1 phần 5 nhân 1 phần 5 chúng ta sẽ được là 1 phần 25. Rồi 1 phần 5 nhân với 1 phần 25 thì sẽ được 1 phần 125. 1 phần 5
Nhân 1 phần 125 thì các con sẽ thu được phân số 1 phần 625 cộng với 1 phần 5 nhân 1 phần 625. Chúng ta sẽ được 1 phần 3125. Và đến cái phân số cuối cùng nhân với 1 phần 5 thì các con sẽ nhân nhẩm cùng với cô nào. 5 nhân 5 là 25, viết 5 nhớ. Nhớ 2. 5 nhân 2 là 10, nhớ 2 là 12, viết 2 nhớ. Nhớ 1. 5 nhân 1 là 5, nhớ 1 thì bằng 6. 5 nhân 3 thì 10, 15. 15.625 là phân số cuối cùng nhân với 1 phần 5. Đến đây thì chúng ta thấy rằng phân số mà 1 phần 5 nhân với biểu thức A thì giống với phần đằng sau của biểu thức A đầu tiên. Vậy thì chúng ta sẽ lấy biểu thức A ban đầu, chúng ta trừ đi biểu thức 1 phần 5 nhân A. Biểu thức A ban đầu của cô là 1 cộng với 1 phần 5 cộng với 1 phần 25 cộng 1 phần 3125. Bên trong dấu 3 chấm này là vẫn còn số 1 phần 125 và 1 phần 625. Rồi cô trừ đi này. Đây, ngoặc đầu tiên là toàn bộ biểu thức A. Ngoặc thứ hai là dành cho cái biểu thức 1 phần 5 nhân A. Thì sẽ phải là 1 phần 5 này cộng với 1 phần 25 này cộng. Đấy, cộng tiếp đến 3 phân số này vào dấu 3 chấm này. Và vị trí cuối cùng sẽ là 1 phần 15.625. Rồi, thì các con thấy là A mà trừ đi 1 phần 5A. Đấy, thì chúng ta sẽ có A là thừa số chung nhân với 1 trừ đi 1 phần 5. Khi A viết một mình thì chúng ta sẽ hiểu nó là A nhân 1 này trừ đi A nhân 1 phần 5 bằng. Bây giờ cô sẽ phá dấu ngoặc đơn, cô sẽ được 1 cộng 1 phần 5 cộng 1 phần 25 cộng cho đến 1 phần 3125 trừ đi. Trừ đi một biểu thức có nghĩa là trừ đi từng số hạng có mặt trong biểu thức đó. Vậy trừ đi 1 phần 5, trừ đi 1 phần 25, trừ đi đến số cuối cùng là 15.625. Rồi, A mà nhân với 1 trừ 1 phần 5 thì chúng ta sẽ được A nhân với 4 phần 5 bằng 1 cộng với. Bây giờ các con bắt đầu ghép các số 1 phần 5. Đây, số 1 phần 5 và số trừ 1 phần 5 vào với nhau. Trừ 1 phần 5. Rồi, cộng với phân số 1 phần 25. Trừ đi phân số 1 phần 25. Phân số 1 phần 3125 là ở vị trí 3 chấm ở bên đằng này cũng sẽ có trừ đi 1 phần 3125. Vậy chúng ta sẽ được 1 phần 3125 trừ đi 1 phần 3125. Số cuối cùng các con còn lại đó là 1 phần 15625. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ có là A nhân 4 phần 5 sẽ bằng 1 trừ đi 1 phần 15.625. Muốn tính biểu thức A thì các con sẽ lấy kết quả là 1 trừ đi 1 phần 15.625 chia cho 4 phần 5. Chia cho 4 phần 5 có nghĩa là nhân với 5 phần 4.
Đấy, cô hướng dẫn đến đây thì các bạn sẽ tính kết quả ra giúp cô. Buổi học hôm nay thì kiến thức khá là nâng cao nên cô yêu cầu các con cùng với cô sẽ thật chú ý và các con sẽ học đến đâu chúng ta nhớ đến đó. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập minh họa số 1. Bài tập minh họa số 1 cô cho các con một biểu thức C. C bằng 3 phần 1 nhân 3 cộng 3 phần 3 nhân 5 cộng 3 phần 5 nhân 7 cộng cho đến 3 phần 49 nhân 51. Các con bắt đầu nhận xét phần tử số của chúng ta là 3. Còn phần mẫu số thì cách nhau là 2 đơn vị. Vậy trong toàn bộ những công thức tổng quát cô đã cho thì các con chưa thấy xuất hiện dạng nào. Muốn xuất hiện dạng nào thì chúng ta sẽ phải nhân 2 vào phần tử số của các phân số này để xuất hiện dạng công thức số 2 đúng không? Công thức số 2 viết lại vào đây cho các con dễ hình dung lại nhé. A phần n nhân với n cộng a. Đấy. Khoảng cách này chia cho tích của hai số tự nhiên cách nhau đúng một khoảng thì sẽ bằng 1 phần n trừ đi 1 phần n cộng a. Trong trường hợp này cách nhau 2 chưa thấy xuất hiện. Vậy thì các bạn sẽ phải nhân nhân 2 và c tức là 2 nhân c. Rồi thì sẽ bằng này. 3 nhân 2 phần 1 nhân với 3 cộng với 3 nhân 2 phần 3 nhân 3 nhân 5 cộng tiếp với 3 nhân 2 phần 5 nhân với 7 cộng cho đến 3 nhân 2 phần 49 nhân 50 51. Bây giờ chúng ta thấy rằng toàn bộ các phân số này đều có chung thừa số 3. Vậy các con sẽ đặt thừa số 3 ra ngoài giúp cô. 3 là một thừa số chung. Giống như nhân một số với các tổng đấy. Phần 2 nhân với 2 phần 1 nhân 3 này cộng với 2 phần 3 nhân 5 này cộng 2 phần 5 nhân 7 cộng đến 2 phần 49 nhân 49 nhân 51. Vậy chúng ta sẽ có kết quả là 3 nhân 2 phần 2 phần 1 nhân 3 chính là bằng 1 phần 1 trừ đi 1 phần 3 cộng với 1 phần 3 trừ đi 1 phần 5 cộng với 1 phần 5 trừ đi 1 phần 7 cộng cho đến 1 phần 49 trừ 1 phần 51. Đến đây là dãy phân số khử liên tiếp các thừa số ở bên trong, các số hạng ở bên trong. Đấy, bắt đầu từ số 1 thì toàn bộ cái phần bên trong bị khử cho đến số cuối cùng là trừ đi 1 phần 51. Vậy các con sẽ được 2 nhân C bằng 3 nhân với 1 trừ đi 1 phần 51 bằng 3 nhân với 50 phần 51. Vậy sẽ bằng là 150 phần 50 51. Bây giờ muốn tính C. 2C là bằng 150 phần 51. Vậy muốn tính C thì các con sẽ lấy kết quả này các con chia cho 2. Chúng ta sẽ có C bằng 150 phần 51 chia cho 2. Chia cho 2 có nghĩa là nhân với 1 phần 2. Nhân với 1 phần 2 thì các bạn thực hiện rút gọn 150 với 2 nhé. 150 chia 2 thì trên này của chúng ta sẽ là 75 phần 51. Vậy biểu thức C cuối cùng của cô sẽ rút gọn được kết quả là 75 phần 51. Bài tập minh họa số 2, các con sẽ tìm cho cô y trong một dãy biểu thức có số hạng thứ nhất là y cộng 1 phần 2, y cộng 1 phần 4, y cộng 1 phần 8, cộng cho đến y cộng
1 phần 1024 và bằng 1. Ở đây cô sẽ phá dấu ngoặc ra, cô sẽ được là y cộng với 1 phần 2 cộng y cộng 1 phần 4 cộng với y cộng 1 phần 8 cộng với y cộng với 1 phần 1024 thì bằng 1. Các con sẽ đưa các số hạng y bằng tính chất giao hoán, đưa các số hạng y vào một dấu ngoặc đơn và 1 phần 2 cộng 1 phần 4 cộng 1 phần 8 cộng các số này vào một dấu ngoặc đơn. Chúng ta sẽ có y cộng y cộng 1 phần 2 cộng 1 phần 4 cộng với 1 phần 8 cộng cho đến 1 phần 1024. Và bây giờ chúng ta cần đi biết xem là có bao nhiêu số hạng y và trong cái biểu thức này thì quy luật là như thế nào. Cô nhận xét này, 1 phần 2, 1 phần 4 và 1 phần 8 thì các con thấy là mẫu số của phân số đằng sau thì gấp 2 lần mẫu số của phân số đằng trước, đúng không? Vậy có nghĩa đây là bằng 4 bằng 2 nhân 2 này. 8 thì bằng bao nhiêu? 4 nhân 2, đúng không? Vậy ở đây cô sẽ được 1024 thì bằng 512 nhân với 2. Tức là trong này cô sẽ có bao nhiêu số hạng? Rồi, từ chúng ta sẽ làm như sau này, từ 1 phần 2 1 phần 1024. Ta nhận thấy tổng này chứa 10 số hạng. Chứa 10 số hạng nên cái tổng ban đầu sẽ có 10 số hạng y, đúng không? Và B sao cho, và một cái biểu thức B sao cho này, B của cô bằng 1 phần 2 cộng 1 phần 4 cộng 1 phần 8 cộng cho đến 1 phần 1024. Quy luật của cái này rơi vào dạng 3, có nghĩa là mẫu số của phân số đằng sau thì gấp 2 lần mẫu số của phân số đằng trước. Vậy chúng ta sẽ nhân 1 phần 2 với B. 1 phần 2 nhân B là 1 phần 2 nhân với 1 phần 2 cộng 1 phần 4 cộng 1 phần 8 cộng đến 1 phần 1024. Chúng ta sẽ có 1 phần 2 nhân B sẽ bằng 1 phần 4 này cộng với 1 phần 8 cộng 1 phần 16 cộng 1 phần 2048. Sao cho ở đây có 10 số hạng, được chưa? Bây giờ các con sẽ lấy B trừ đi 1 phần 2 nhân B. Cô lấy B trừ đi 1 phần 2 nhân B thì sẽ bằng B của cô có 1 phần 2 cộng với 1 phần 4 cộng với 1 phần 8 cộng 1 phần 1024. Rồi các con trừ đi 1 phần 2B là trừ đi toàn bộ cái biểu thức. Đây, đấy, biểu thức này sẽ bằng 1 phần 4 này cộng 1 phần 8 này cộng cho đến 1 phần 2048. Một B trừ đi 1 phần 2B thì chúng ta sẽ được là B nhân với 1 trừ đi 1 phần 2 thì bằng
1 phần 2 cộng 1 phần 4 cộng 1 phần 8 cộng cho đến 1 phần 1024 trừ đi 1 phần 2B là trừ đi cái tổng số 2 thì sẽ trừ đi từng số hạng trong tổng. Vậy trừ đi 1 phần 4 trừ đi 1 phần 8 trừ đi 1 phần 2048. Bên trong dấu 3 chấm này vẫn còn các số hạng là 1 phần 1024, 1 phần 512 hoặc là 1 phần 16 vân vân. Tức là nối tiếp từ mẫu số 8 cho đến 16, 32, 64. Ở đây cô sẽ được B nhân với 1 phần 2. 1 trừ 1 phần 2 là 1 phần 2 này. Sẽ bằng 1 phần 2 cộng với 1 phần 4 trừ 1 phần 4. Cộng 1 phần 8 trừ đi 1 phần 8. Cộng với 3 chấm. Rồi trừ đi 1 phần 2048. Vậy B nhân với 1 phần 2 sẽ bằng 1 phần 2 trừ đi 1 phần 2048. Chúng ta sẽ được cái biểu thức này sẽ bằng bao nhiêu? Nào các con quy đồng nhanh. Ở mẫu số chung của 2 này sẽ là 2048. Vậy ở đây sẽ là 1024 trừ đi 1 tất cả trên 2048. Đấy là biểu thức B nhân 1 phần 2 đúng không? Vậy thì B của các con, B nhân 1 phần 2 sẽ bằng 1023 phần 2048. B sẽ bằng bao nhiêu? B sẽ bằng 1023 phần 2048. Chia cho 1 phần 2 có nghĩa là nhân với 2 phần 1. Đấy, chỗ này là 1024 này. Vậy kết quả cuối cùng của chúng ta là B được 1023 phần 1024. Đến đây rồi thì chúng ta sẽ thay vào cái biểu thức ban đầu. Có 10 nhân y cộng với b thì bằng 1. Hay ở đây chúng ta sẽ có 10 số hạng y. Và đây là tổng b bằng 1. Đấy, vậy các con sẽ có 10. 10 nhân y cộng với b thì bằng 1. Thay vào nào. 10 nhân y cộng với 1023 phần 1024 thì bằng 1. Vậy 10 nhân y sẽ bằng gì? 1 trừ đi 1023 phần 1024. 10 nhân y sẽ bằng 1 phần 1024. Rồi muốn tính y thì các con làm nào? Các con sẽ lấy 1 phần 1024 chia cho 10. Vậy có nghĩa là y sẽ bằng 1 phần 10240. Dạng toán nâng cao thì cũng tương đối là khó. Vậy thì cô yêu cầu sau buổi hôm nay các con sẽ phải hoàn thành cái bài tập tự luyện giúp cô. Xin chào và hẹn gặp lại các con.